Chào các bạn. Sáng hôm nay thì anh Phi sẽ đến với các bạn qua một đoạn clip giới thiệu về một cái món hàng đồ chơi điều khiển từ xa, mà ở đây nó được gọi là rắn điều khiển từ xa ha các bạn ha. Những ai sợ rắn thì anh Phi có một cái lời khuyến cáo rằng là các bạn có hai hướng để xử lý. Một là khắc phục cái nỗi sợ rắn bằng cách đó là chơi cái con rắn điều khiển từ xa này. Hai là sẽ không khắc phục cái nỗi sợ rắn bằng cách đó là đừng chơi nó. Nhưng mà cái chú rắn điều khiển từ xa này nó không có như rắn thật các bạn, là nó không có cắn các bạn thôi. Chỉ có điều khuyến cáo là không bỏ vô miệng ngậm, nhai và nuốt thôi. Chứ con rắn này nó sẽ không có cắn các bạn như là những cái con rắn thật ha. Và tuy rằng các bạn có chơi những cái con rắn này nhiều đi chăng nữa thì gặp rắn thật là cũng nhớ đừng có đụng vào nha các bạn nhé. Những con có độc thì nó cắn thì sẽ chết ngay, nhưng mà những con không có độc thì nó cắn cũng sẽ rất là đau ha các bạn ha. Và anh Huy khuyến cáo các bạn là khi mà gặp rắn thật thì nên tránh xa nó ra ha các bạn ha. Đây là chú rắn điều khiển từ xa có mã hàng là 9909 A gạch D, nhưng mà anh Phi theo cái mã hàng này thì anh Phi lại chỉ theo dõi là 9909 A đó ha các bạn ha. Chú rắn này sẽ được anh Phi test để gửi đi cho một cái vị khách đã mua qua cái trang Abo trên Lazada ha các bạn ha. Và bây giờ anh Phi sẽ mở cái hộp rắn này ra. Con rắn này nó có màu trắng đen, rồi nó có những con rắn màu xanh lục, rồi nó có những con rắn màu đen trắng, rồi nó có những con rắn màu nâu nữa. Nhưng hôm nay thì cái vị khách này họ mua cái con rắn, họ đặt hàng cái con rắn màu trắng đen này. Và anh Phi sẽ test cái con rắn này cho các bạn xem ha. Trước hết anh Phi mở hộp hàng xong xuôi. Ở đây có sẵn một cây vít để họ anh Phi gắn cái pin cho cái trứng này. Đây, đây là chú rắn của chúng ta ngày xưa á. Anh Vi hay chơi, chơi đó các bạn ha. Chúng ta cầm trên tay, nó có những cái con rắn cầm trên tay là nó sẽ lúc lắc, tại vì nó có những cái khớp và chúng ta chỉ cần nghiêng qua nghiêng lại là nó sẽ lúc lắc thôi. Các bạn có thể chơi con rắn này không pin ha các bạn ha. Nhưng anh Huy khuyến cáo là các bạn không dùng để hù dọa nhau nha. Tại vì các bạn hù dọa nhau mà không chạy nhảy thì không sao, mà lỡ chạy mà quay lưng chạy mà đập mặt vô gốc cột cái đùng cái là gãy răng, là ảnh hưởng tới khuôn mặt của các bạn ha. Và anh Phi khuyến cáo các bạn là có chơi thì chơi, nhưng mà biết ai sợ thì đừng có hù. Nhất là những bạn nam á, hay tái mái, hay gắn mắt, hay hù các bạn nữ rồi chạy rồi té rồi ảnh hưởng tới sức khỏe ha các bạn ha. Thì con rắn này mặt trên nó sẽ là như vậy, nó có một cái đèn, cái này không phải cái đèn mà là cái con hồng ngoại để nhớ nhận cái sóng điều khiển từ xa. Ở đây là cái lưỡi, ở đây là hai cái bánh để con rắn có thể di chuyển được. Hai cái bánh này khi chơi các bạn cố gắng là các bạn đây nó có một cái cao su màu đen các bạn thấy không, chờ anh Phi focus lại ha. Nó khi nó bị trợt ra như vậy thì các bạn dùng tay các bạn kéo nhẹ lại để cho nó vô cái bánh ha. Và ở dưới này nó sẽ có on off, chúng ta on lên để chơi ha, bật nhẹ nhàng thôi, công tắc nó rất là nhỏ, bật lên on để chơi. Khi bật lên on á thì phía bên trong đèn, anh xem ơi, cái đèn nó có cháy sáng không. Cái đèn không thấy, cái đèn đây, cái đèn nó cháy sáng lên các bạn thấy không, nó chớp thấy không. Khi mà bật off, off là nghỉ không chơi nữa, là đèn nó không có sáng. Và để cũng là để sạc ha các bạn ha. Các bạn sạc cái này bằng cách nào? Những ai đã có cái máy vi tính thì cái cổng này được gọi là cái cổng USB, hiện nay nó rất là thông dụng. Các bạn anh mô phỏng bằng cái cục sạc của điện thoại của anh. Đây là cái cổng USB trên máy tính của các bạn. Máy vi tính sách tay cũng có, máy tính để bàn cũng có, bên hông các cái màn hình hiện nay cũng sẽ có. Và các bạn chỉ đơn giản là các bạn ghim vào là các bạn có thể sạc được ha các bạn ha. Ghim vào là các bạn có thể sạc được. Và anh Phi sẽ chuyển máy chút xíu để anh Phi cắm lên máy vi tính ha. Cái cục này của adapter này của anh Phi nó không có điện ở đây. Chờ chút xíu nha, có thể cái góc máy nó sẽ hơi xấu và không được đẹp chút xíu tại cái khâu hậu trường. Cái máy vi tính của anh Phi nằm đây ha. Rồi anh Phi sẽ focus lên. Đấy. Rồi anh Phi sẽ phóng to lên chút xíu để các bạn dễ xem ha. Rồi chờ anh Phi cố định cái góc máy của anh Phi lại. Rồi anh Phi sẽ rút cái dây máy in ra. Rồi được chưa, anh Phi sẽ cắm cái dây này vào. Và anh Phi cũng
thông báo với các bạn rằng là cái việc cấm điện này nó không có nguy hiểm, nhưng mà ở đây thì sẽ nguy hiểm nè. Cái điện 220V vô đèn này nó sẽ rất là nguy hiểm, nó giật có thể là chết ngay. Cho nên là các bạn, anh vẫn thông báo với các bạn đối với những cái vấn đề về điện thì các bạn vẫn phải luôn rất là cẩn thận, hoặc phải sự được sự đồng ý và sự hỗ trợ của ba mẹ, hoặc là tốt nhất nhờ ba mẹ đi cho an toàn ha các bạn ha. Các bạn đừng tự xử lý những vấn đề dính tới điện ha. Anh Phi cũng sẽ có những cái chia sẻ về vấn đề về điện sau này cho các bạn, nhưng mà không phải là bây giờ, không phải đối với những bạn học dưới cấp 2 đâu. Mặc dù các bạn cũng sẽ biết rồi đó, cắm dây cắm bật công tắc rồi được, nhưng mà cố gắng cẩn thận. Rồi khi anh Phi cắm vô sạc là phải nhớ để công tắc off nha, và cắm vô sạc. Khi sạc thì các bạn thấy ở trên này nó cháy đèn, thấy không? Ở trên cái cục này nó cháy đèn nè. Khi anh Phi rút ra nè, các bạn quan sát sự thay đổi nha. Rồi rút ra nè, rồi anh Phi cắm vào nè. Và khi các bạn sạc như vậy là tầm khoảng từ nửa tiếng cho tới một tiếng nó sẽ đầy. Đó các bạn ha, anh Phi chuyển máy xuống dưới chút xíu ha. Đó các bạn có thấy những cái gì quen nằm ở đây không? Những đầu rồng. Anh Phi để đó để anh Phi đóng hàng cho các bạn đó ha. Rồi trong khi chờ quá trình chờ con rắn được sạc cho đầy, hoặc là sạc một ít pin để chúng ta có thể thử test kỹ thuật cho khách, thì anh Phi sẽ chuyển máy trở về phía bên này ha. Rồi để anh Phi lắp pin vào cái trứng điều khiển ha. Đây là cái trứng điều khiển, anh Phi sẽ hướng dẫn luôn. Ở đây nó sẽ có ba cái kênh ABC. Đó, thông thường một sản phẩm điều khiển từ xa nó sẽ được điều khiển bởi một cái dòng sóng, chẳng hạn như sóng 27MHz, sóng 41MHz chẳng hạn. Nhưng mà thông thường khi sản xuất á, thì nhà sản xuất họ sẽ có một cái ý tưởng là sẽ có ba con rắn, bốn chiếc xe điều khiển chạy chung, ba chiếc xe điều khiển chạy chung chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ có ba kênh ABC để điều khiển cho từng cái dòng rắn. Nhưng mà thông thường khi các bạn mua, các bạn khó tìm được ba con rắn điều khiển từ xa mà kênh A, kênh B, kênh C riêng biệt nhau để mà chơi chung đâu. Tại vì mỗi một lần sản xuất vài chục ngàn con là nó sản xuất đúng một cái bo mạch điều khiển, vậy thì nó sẽ ra đúng một kênh thôi. Các bạn mua rất hiếm, và để sưu tập được đủ ba con rắn ba kênh này, anh Phi chỉ giải thích thêm cái này thôi. Đó, chẳng hạn sau khi gắn pin vô xong thì các bạn sẽ để ở công tắc. Ở đây nó có một cái nút ha, A, B, C. Chẳng hạn như chúng ta để ở A để chúng ta thử con rắn có chạy không, B, C chạy không. Nếu con rắn để ở A, B, C này tương ứng thì con rắn nó chạy ở kênh nào thì nó sẽ thuộc cái số đó. Chẳng hạn như để ở chữ A nó chạy thì nó sẽ là thuộc kênh A. Rồi, vậy thì để pin vô bằng cách nào? Ở đây nó sẽ có một cái con ốc nè các bạn thấy không. Đó, nó sẵn có một con vít như vậy. Ở nhà chắc anh nghĩ là xuống sẽ ít nhiều thì cũng sẽ có một cái con vít cơ bản như vậy ở trong nhà để dặn những cái con ốc đồ chơi, hoặc là dặn những cái gọi là vật dụng ở trong nhà như ổ điện đồ này nọ ha. Nhưng mà các bạn đừng dùng để dặn ổ điện nha, rất là nguy hiểm nha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ gỡ cái nắp pin này ra này, và anh Phi sẽ ba cho ba viên pin này vào. Đó, sẽ có một cái buổi chia sẻ về những cái khái niệm về pin, nhưng mà không phải là hôm nay. Hôm nay thì anh Phi chỉ gắn 3 viên pin có sẵn ở trên sản phẩm thôi. Có rất là cũng tương đối khó lấy bởi nó nhét chìm xuống dưới này. Anh Phi sẽ phải lấy tay đẩy từ ở dưới đẩy lên cho nó dễ ha, mình không cần phải moi. Rồi đây. Đó, con rắn điều khiển thì trong cái hộp pin của nó vẫn có một bên lò xo và một bên là cái mặt phẳng. Rồi đây là cái viên pin, cái này tạm gọi là pin nút đó các bạn ha. Pin nút này nó có nhiều loại lắm, cùng một kích cỡ như cái nút, nhưng mà nó có loại dày hoặc loại mỏng, hoặc là các bạn sẽ có một cái loại nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Và tốt nhất là khi đi mua pin, các bạn nên mang cái viên pin mẫu này theo ha. Bỏ trong túi hay gì đó ra, rồi nói với những người bán ở tiệm điện, nói cho bán con ba viên giống dày này, họ sẽ cắt ra họ bán cho tụi con. Cái dĩ pin nó giống như cái dĩ thuốc lắm. Rồi đây sẽ bỏ vô ha. Nó có hai cái mặt. Đó, cái mặt mà lớn á, chúng ta sẽ quay về phía dưới cái lò xo, và cái mặt nhỏ trên á, chúng ta sẽ quay về cái mặt phẳng ha. Cái máy của anh Phi nó focus chỗ này nó chưa được đẹp lắm ha. Anh Phi sẽ cố gắng cắm một cái máy tốt hơn, nhưng mà không phải là lúc này ha. Rồi đây ha các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ bỏ vào, và chúng ta để tránh tình trạng là pin nó rớt ra thì các bạn nên dặn con ốc lại ha các bạn ha. Tất cả những sản phẩm được gửi đi trên toàn quốc bởi cửa hàng Abo thì cái người test hàng chính vẫn là anh Phi, và anh Phi sẽ đảm bảo về mặt kỹ thuật là cái sản phẩm này nó hoạt động bình thường trước khi được đóng gói và gửi cho khách hàng.
Đó, hôm nay thì anh Phi sẽ test kỹ thuật và đóng hộp lại thôi. Còn về mặt đóng gói nó hơi lâu, chắc anh Phi sẽ không quay trên clip này ha. Đóng gói và dán những cái tem hàng. Rồi bây giờ anh Phi sẽ đem con rắn qua ha. Rồi sạc một chút xíu để chúng ta đủ sức, chúng ta có pin để chúng ta thử con rắn thôi. Và khi chơi con rắn điều khiển từ xa, những điều gì là những điều cần lưu ý khi chơi thì anh Phi sẽ lưu ý với các bạn luôn. Sau khi sạc xong ha, khoảng tầm 60 phút thì cái đèn trên cái dây sạc nó sẽ tắt đi, hoặc là các bạn cứ canh thời gian ha, đừng để quá lâu mà cũng đừng có sạc quá nhanh. Rồi sau khi cái đèn này nó tắt đi á, thì nó biết tín hiệu đầy pin này, chúng ta gỡ ra và chúng ta bỏ dây sạc một bên. Mỗi một con rắn như vậy nó chỉ có một cái dây sạc, và hiện nay nó không có dây sạc dự phòng, nó không có dây sạc kèm theo thứ hai, cho nên các bạn cố gắng giữ cho kỹ cái sợi dây sạc này. Và sợi dây sạc này có khả năng là sau này các bạn chơi những cái máy bay điều khiển từ xa cũng có khả năng sạc được nó. Nó cùng cáp sạc và cùng đầu nguồn sạc các bạn ha. Rồi sau khi rắn điều khiển từ xa được sạc xong thì chúng ta mở on lên để chúng ta chơi. Nhưng mà trước khi mở on lên chơi, anh Phi muốn đo xem coi con rắn này nó dài bao nhiêu cm nha các bạn nhé. Rồi các bạn chờ anh xíu, anh Phi lấy thước nha. Đó. Có nhiều bạn thắc mắc hỏi anh Phi là con rắn này nó dài bao nhiêu cm, nấu được bao nhiêu nồi cháo. Anh Phi nói chơi thôi nha, rắn không phải muốn nấu là nấu đâu ha. Anh Phi đo từ đầu lưỡi cho tới đuôi con rắn là khoảng 39cm đó các bạn ha. Lúc mà nó nằm thẳng nhất là kéo thẳng nó ra ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ mở lên anh Phi chơi. Với cái trứng điều khiển này, ban đầu anh Phi sẽ để ở kênh A ha. Và với chú rắn này anh Phi sẽ mở on lên và quan sát coi cái đèn nó cháy sáng chưa. Rồi nó đang chớp sáng là tín hiệu đã bắt đầu. Và anh Phi ở trên này, nút điều khiển chúng ta sẽ quay cái đèn hồng ngoại này về phía con rắn ha. Đây là đèn hồng ngoại, ở đây là bộ thu ha. Bây giờ trước hết là anh Vy sẽ cầm con rắn lên ở đây, anh Vy thử nút chức năng khi bấm chạy tới con rắn sẽ thè lưỡi và hai bánh nó quay nè các bạn thấy không, hai bánh nó quay để con rắn chạy tới. Rồi bây giờ anh Vy bấm quẹo phải thì bánh nó cũng sẽ quay, nó giúp con rắn bò về phía bên tay phải, rồi bên trái, rồi bên tay trái. Vậy thì con rắn này chữ A là quay rồi đó. Bây giờ anh Phi sẽ chuyển cái nút này về chữ B coi làm sao. Chạy không? Bấm. Không chạy. Chữ C. Chạy không? Không chạy. Vậy con rắn của các bạn nó thuộc hệ A ha các bạn ha. Nếu có em nhỏ nào hoặc là có người lớn nào gắn mắt mà họ kéo về BC mà không để ý thì các em chuyển về cái A khi chơi ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ thử ha. Không gian nó hơi nhỏ cho nên nó là anh Phi sẽ không cho nó chạy nhiều. Khi các bạn bấm nút tới thì con rắn nó sẽ chạy thẳng về phía trước, thấy không nè. Thấy không, giống y chang em rắn thiệt luôn ha. Đây nè, thấy không? Rồi anh Phi nhấn cái nữa nó sẽ không chạy nè, tắt không. Đây anh Phi sẽ cho nó quẹo bên phải nè. Các bạn thấy nó quẹo phải không? Rồi nó nhờ nó quẹo trái nè. Thấy không? Thấy không? Mặc dù không gian rất là nhỏ nhưng mà em rắn cũng chơi được ha. Nào quẹo bên phải nè, chạy vòng bên phải nè. Thấy không? Rồi quẹo chạy vòng. Đây nè. Rồi. Rồi về mặt kỹ thuật test là xong rồi. Bây giờ anh Phi chỉ khuyến cáo một số thứ. Về điều khiển thì nên cố gắng cầm chắc ở trên tay, đừng để rớt. Nhiều khi rớt nó sẽ bị bể, nó hư, nó không được đẹp lắm. Còn về rắn thì không có điều gì để mà chúng ta phải lưu ý ngoài hai cái bánh này. Nhiều khi nó bị trợt cái cao su này ra thì gắn lại, đừng cố để chạy ha các bạn ha. Khi chạy mà cái bánh cao su này nó bị hư rồi thì rất là khó để phục hồi. Còn một cách nữa để phục hồi là dùng cọng thun cột qua rồi cột lại, nhưng mà chạy nó không hay lắm, nó không được đẹp lắm ha các bạn ha. Và có một điều anh Huy lưu ý là khi chơi thì các bạn nên dùng chổi quét sơ cái khu vực các bạn chơi, một là để đảm bảo nó sạch bụi, hai là tóc. Tại vì có những cọng tóc khi chạy, anh Phi đã sửa cái con rắn này nhiều lần cho khách rồi, là khi chạy như vậy nè, rồi có một cọng tóc nó nằm ở dưới đây, những cọng tóc nó nằm dưới đây bắt đầu nó cuốn vô đây, nó cuốn vô cái cây ti này nè, nó cuốn vô cái bánh này, nó cuốn vô trong và nó quấn nhiều ngày. Ai đã chơi từng chơi điều khiển từ xa nhiều các bạn sẽ thấy được câu chuyện đó, là tóc bị tóc nó quấn vô trong, nó quấn vô trong và tới khi nó quấn nhiều quá nó sẽ kẹt luôn và nó không chạy được nữa, và mình phải gỡ hai con ốc này ra, rồi gỡ thêm hai con ốc này ra để lấy ra.
nhưng ai khéo tay thì làm được, còn ai không khéo tay gỡ ra nó đứt cả motor của những cái, đứt dây motor của những cái phía trong này luôn. Cho nên anh Vy vẫn đưa một lời khuyên là khi chơi thì các bạn, một là các bạn dùng chổi, các bạn quét sơ cái khu vực các bạn chơi, nếu được thì các bạn giặt cái cây lau nhà thật sạch thì các bạn giặt luôn. Tại vì khi các bạn chơi là các bạn sẽ lăn lê bò trường, chẳng hạn như cái đây là cái nền gạch của các bạn sẽ lăn lê bò trường ở dưới này và lúc đó tay chân các bạn sẽ chạm dưới đất, nên lau sạch thì hơn. Còn nếu cái lau rồi mà các khi các bạn chơi rồi thì cũng không hẳn là nó sẽ sạch hết, như chơi xong các bạn nên rửa tay ha. Rồi anh Phi chia sẻ với các bạn những điều đó để mục đích là test một sản phẩm này với góc độ hoàn thiện để gửi đi cho khách, và mục đích thứ hai là cũng để chia sẻ những cái cách sạc, rồi những cái cách lắp pin, và những cái cách chơi, và cái cách hạn chế những cái dây và nhợ nhỏ hoặc là tóc nó quấn vào phía trong bên trong cái bộ chuyển động của con rắn này, để giúp cho các bạn có được một cái sản phẩm chơi được lâu hơn và bền hơn. Và khi các bạn chơi xong và khi các bạn sạc, cố gắng khoảng tầm từ 60 tới 90 phút là chúng ta ngắt điện, chúng ta để con rắn ra riêng, chứ không có gắm vô điện và cứ để đó. Và một điều nữa các bạn thắc mắc là cái cục sạc này có sạc được hay không, cái cục con cốc này có sạc được hay không, là xin thưa các bạn là được, nhưng các bạn phải đọc thông số ha. Ở đây nó sẽ có một số cái thông số chính ở trên này, và nếu các bạn không biết đọc thì các bạn không phải không biết đọc mà không nhìn thấy được thông tin thì các bạn nhờ ba mẹ đặt. Thì ở đây cục sạc này sẽ là từ 5V đổ lại ha các bạn ha, 5V nè các bạn thấy không. Để anh Huy lấy cây bút lông, anh Huy rẹt ở dưới này để các bạn dễ thấy nha. Chờ anh Huy chút xíu, anh Huy lấy cây bút lông nhỏ bên Huy cái. Đây, các bạn đọc cái này đó. Nhưng mà anh Huy không khuyến cáo là các bạn sạc bằng cục này đâu nha, tại cái này cắm vô điện rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà ba mẹ có hỏi hoặc ba mẹ có xem chung với các bạn thì anh Huy cũng chia sẻ thông tin luôn ha. Ở đây nó sẽ có một cái thông tin. Đây, cây bút lông của anh Phi đầu này nó ghi không ra rồi. Đây, nó có một cái thông tin ở chỗ này là nó có một cái vôn và một cái ampe nằm ở đây, phía trên cái lằn gạch xanh của anh Phi ha. Đó, rồi đây là 5V và 1A. Cái cục sạc của anh Phi là 1A, 5V. Nhưng mà có những cái cục sạc của iPad đó, nó tới 3A lận. Khi các bạn nhồi vô cái cục pin của con rắn này thì sẽ rất là dễ hư. Cho nên anh Phi vẫn chia sẻ với các bạn rằng là khoảng 5V và 1A đổ lại, hoặc 800mA đổ lại ha, 1A đổ lại thôi. Từ 1.5A trở lên thì đừng sạc cho con rắn này, và đừng sạc cho những cái chiếc xe điều khiển từ xa nó có cái dòng pin nhỏ, cũng như máy bay có dòng pin, có cục pin nhỏ và dòng sạc nó tương đối nhỏ. Tại vì khi mà nhồi bằng những dòng lớn như vậy sẽ rất là dễ gây hư pin, và cái chuyện thay viên pin này nó không phức tạp với anh Phi, nhưng mà thật sự nó phức tạp với các bạn, bởi vì các bạn có thể ở tỉnh hoặc ở xa khu vực của anh Phi đang ở, hoặc có một cái giai đoạn nào đó nó không có pin là thôi chịu thua luôn ha các bạn ha. Rồi thì tới đây thì anh Phi vừa test sản phẩm mà cũng là vừa chia sẻ những cái khái niệm về sạc, những cái pin sạc dành cho những cái sản phẩm điều khiển từ xa nhỏ này, cũng như là cái cách chơi làm sao để cho lâu hơn. Và cái sản phẩm này hiện nay cũng đang được bán tại cửa hàng ABO ha, hoặc là ABO trên Lazada, ABO trên Sendo ha các bạn ha. Và các bạn có thể tìm mua trực tiếp ở trên trang ABO trên Lazada hoặc là ABO trên Sendo cũng được ha các bạn ha. Và hai số hotline của cửa hàng ABO vẫn là 0908193754 hoặc là 0907902742. Và khi các bạn mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng báo lại với phụ huynh trước khi mua để tránh tình trạng bị rầy hoặc bị đòn tội nghiệp ha các bạn ha. Nhiều khi ham quá thôi chứ không có ý gì hết, nhưng mà nhiều khi âm thầm đặt rồi anh Huy hoặc là bên Lazada hoặc Sendo họ gọi xác nhận rồi không báo với ba mẹ, rồi một ngày đẹp trời nào đó rồi bị ba mẹ rầy, ba mẹ đánh đòn thì tội nghiệp lắm. Rồi anh Huy cũng cảm ơn các bạn theo dõi đoạn clip này rất là nhiều, và hẹn gặp lại các em trong một cái đoạn clip kế tiếp ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.